cái gọi là bi kịch của Phạm Đình Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hiến dâng cả cuộc đời vì nước, vì dân, phải từ biệt một con người đã dành cả khối óc và trái tim của mình hiến dâng cho dân tộc là điều không ai mong muốn. Dẫu biết rằng còn rất nhiều việc Bác muốn làm hoặc chưa kịp làm, nhưng chúng ta tin rằng Bác kính mến của chúng ta đã ra đi thanh thản. Ấy vậy mà các thế lực thù địch lại xuyên tạc và cho rằng cuộc đời của Tổng Bí thư là một bi kịch lớn. Tiếng Dân News, Phạm Đình Trọng. Trong quãng đời 80 năm, ông đã tạo ra bi kịch xót xa cho chính cuộc đời ông và mang bi kịch đau thương đến cho cả muôn dân Việt Nam. Ông mất rồi, bi kịch của cuộc đời ông đã dừng lại, nhưng bi kịch của người dân Việt Nam thì vẫn còn đấy. Đây là luận điệu xuyên tạc vô liêm sỉ trước nỗi mất mát và nỗi đau của dân tộc Việt Nam. Một người con chân chính, suốt đời hy sinh cống hiến vì nước, vì dân, được bạn bè, họ hàng, làng xóm, đồng chí, đồng bào trong nước và quốc tế kính trọng và suy tôn, mà chúng còn xuyên tạc bất chấp sự thật thì thật là xấu xa và bị ổi. Phạm Đình Trọng đã lấy cái bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử, lấy cái tôi nhỏ nhen của y để xúc phạm hàng triệu trái tim người Việt Nam và bạn bè quốc tế đang hướng về người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác là một tấm gương mẫu mực của người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, nhất quán giữa nói và làm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đúng như tâm nguyện của Bác. Tôi xin nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, như lời của một bài hát. Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương. Nếu là chim, hãy là chim câu trắng. Nếu là đá, hãy là đá kim cương. Nếu là người, hãy là người cộng sản. Trong cuộc sống, ai cũng có những quan điểm riêng để xây dựng một cuộc sống lý tưởng của cá nhân. Ở Bác Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp, gia đình, hạnh phúc, tình yêu mãi mãi là tấm gương mẫu mực để chúng ta học tập và làm theo. Về sự nghiệp, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam viết: Chọn cuộc đời, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại khó khăn, khẳng định một nhân cách lớn, coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất, giữ vững nguyên tắc sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Đồng chí thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, lối sống giản dị, phong cách làm việc dân chủ, tận tụy, khoa học, tôn trọng và yêu thương con người, được cán bộ, đảng viên và nhân dân kính trọng, tín nhiệm cao, tin tưởng và yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao. Về gia đình, như lời giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương xúc động chia sẻ: Gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng có 4 người, mặc dù nhiều tuổi nhưng vợ chồng đồng chí sống rất giản dị, liêm khiết, không thuê người giúp việc. Chị Mận, vợ của đồng chí, một cán bộ đã nghỉ hưu, rất cần mẫn, chăm chỉ việc nhà, chăm lo, sắp xếp để chồng yên tâm công tác. Hai người con của đồng chí đã có gia đình riêng, bản thân các cháu và con dâu, con rể có chuyên môn rất giỏi, hiện làm công việc tốt ở những đơn vị bình thường. Quan điểm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là công việc của các con phải tự lo lấy, tự chịu trách nhiệm với bản thân và tự khẳng định mình. Với đồng nghiệp, tâm sự của nhà báo Nhị Lê, người đồng nghiệp xúc động bày tỏ: Tổng Bí thư là một người thực sự mẫu mực trong cuộc sống hàng ngày, dù với tư cách là người cha, người ông, bạn học, ở nơi đâu, cho đến thời khắc này chúng tôi cũng thấy Tổng Bí thư thật sự xứng đáng là một tấm gương trong cuộc sống thường ngày. Đặc biệt ở Tổng Bí thư, với tầm chính kiến của mình, nhìn thấy sức mạnh dân tộc Việt Nam ở ngoài biên giới quốc gia, đó là hơn 6 triệu đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Ở đó có hai chữ nhân dân. Với bạn bè, tâm sự của Bác Vương Khắc Côn ở xóm 7, thôn Lại Đà, là bạn học thuở thiếu thời của Bác, xúc động bày tỏ: Ông ấy là người rất khiêm tốn và sống rất tình cảm với bạn bè, anh em, làng xóm. Bây giờ ông ấy đã đi xa, đó chính là những mất mát không thể bù đắp được.
Tôi vẫn nhớ như in năm tôi mừng thọ 70 tuổi, khi đó ông ấy đã giữ vị trí quan trọng của đất nước nhưng vẫn không quên đến chúc mừng gia đình. Với hàng xóm, vợ chồng anh Ninh Xuân Mạnh, chị Dương Thị Phượng ở số 9 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là hàng xóm cách nhà Tổng Bí Thư chỉ một căn nhà, mắt ngấn lệ chia sẻ. Thời gian Tổng Bí Thư còn khỏe, bác vẫn hay sang thăm nhà tôi. Mặc dù bác đã lãnh đạo cấp cao, còn vợ chồng tôi là dân thường, nhưng rất gần gũi. Biết là sinh lão bệnh tử, nhưng nghe tin bác từ trần, tôi rất đau buồn, thương tiếc. Với quê hương, tâm sự của bác Nguyễn Khắc Thực, chi hội phó Hội Người Cao Tuổi thôn Lại Đà, quê hương của bác Trọng cho biết. Khi trở về quê hương, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rất gần gũi, dân dã, dễ gần, cách nói chuyện điềm đạm, mẫu mực. Biết tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mất, bản thân tôi cũng như những người dân trên quê hương rất ngậm ngùi, xúc động, tiếc thương. Mỗi lần về, Tổng Bí Thư thường dành thời gian đi thăm các cụ cao tuổi, hộ nghèo, các cháu nhỏ. Tình cảm của bác với quê hương rất sâu sắc. Truyền thông thế giới nhấn mạnh cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trong bài viết có tựa đề Cuộc đời, sự nghiệp và di sản lớn nhất của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên hãng tin Sputnik Nga có đoạn: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nhà chính trị xuất sắc của Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, tận tâm cống hiến cả cuộc đời và sự nghiệp vì nước, vì dân, được yêu mến cả trong và ngoài nước. Tóm tắt về sự nghiệp của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, báo The Nation Thái Lan nhấn mạnh đến quan điểm chống tham nhũng của Tổng Bí Thư, coi vấn nạn này là mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín, vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Tờ The New York Times Mỹ đã nhắc đến hình ảnh một nhà lãnh đạo liêm khiết khi nói về Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. The New York Times cho rằng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Các hãng thông tấn châu Âu đều nhấn mạnh dấu ấn của Tổng Bí Thư trong trường phái đối ngoại, đạt được nhiều thành công bằng chính sách ngoại giao cây tre của mình, đồng thời đăng tải ấn tượng sâu sắc của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin về Tổng Bí Thư như một người bạn thân thiết, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, người là cầu nối giữa Việt Nam và các quốc gia trong nhiều thập kỷ. Ngay trong đêm 19 tháng 7, hãng phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK phát sóng một phóng sự với thời lượng lớn, trong đó nêu bật những công lao của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của Việt Nam cùng những đóng góp quan trọng trong quan hệ ngoại giao với các nước bao gồm cả Nhật Bản. Như vậy, chúng ta có thể thấy cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng để chúng ta mãi mãi noi theo. Các thế lực thù địch càng xuyên tạc, càng chống phá thì hình ảnh của bác lại càng in đậm trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.